Hôm nay lại rộ lên tin đồn về ông Lê Thanh Hải, và cũng như hàng ngàn tin đồn về ông Lê Thanh Hải lần trước, dù nó không thành sự thật nhưng cũng làm cho người dân choáng váng trong cảm giác cực kỳ sung sướng. Thưa quý vị, không phải tại trên các diễn đàn chính trị đâu, hay là các quán cà phê sang trọng, mà tôi nghe được tin này ngay từ một quán cơm bình thường. Những người dân lao động họ bật điện thoại lên, họ đọc ở đâu đó và họ hét lên sung sướng: Lê Thanh Hải đã bị nhân dân rồi. Mọi người này truyền tay người kia với nhau. Thưa, đây chỉ mới là tin đồn, và những người dân tiếp nhận nó, dù là anh shipper, người phụ nữ đi tập thể dục, hay là những người cần lao bình thường khác, hay cán bộ về hưu, đều biết tin đồn này chưa chắc là thật. Tin đồn không chồng cũng cáo, tin đồn gần đây rất lợi hại như chúng ta đã thấy, nhưng tin đồn về ông Lê Thanh Hải thì chưa chắc, vì nó đã quá nhiều lần rồi. Ta cứ đồn ông Lê Thanh Hải bị rồi, nhưng cuối cùng ông vẫn không sao cả. Tuy nhiên, lần nào tin đồn về ông Lê Thanh Hải cũng đem lại cảm giác sung sướng cho người dân. Giống như chúng tôi nhớ một ca từ hay một câu nói của ai đó: rượu nào dành cho người say, hay là rượu giả cũng làm cho ta say. Tin tức giả cũng được, miễn là nói ông Lê Thanh Hải bị nhân dân là làm cho người dân sung sướng rồi. Chúng ta đi tay cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao như vậy. Vì sao một người từng là bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên bộ chính trị, lại bị người ở thành phố hoa lệ nhất nước lại bị người dân căm ghét đến mức độ như vậy? Bây giờ ai nói rằng có một người dân nào yêu thương ông Lê Thanh Hải, kính phục đức độ ông Lê Thanh Hải, tôi cũng xin lại và xin sẵn sàng tranh luận với người đó, Thưa anh chị, tin tức về ông Lê Thanh Hải đã có từ lâu. Ban đầu thì nó hoành tráng lắm, nghe cờ đèn kèn trống, nghe giống như nó xảy ra tới nơi rồi, bởi quy mô ban đầu nó kinh khủng, mà mới đây cũng vậy nữa. Về tội chứng, tội danh rất rõ ràng, nhưng cuối cùng xử lý thì như thế nào? Xử lý thì nó cũng bằng với một ông cán bộ phường đi uống bia vài ly bia cho bạn bè, về điều khiển phương tiện bất cẩn và bị cảnh sát phạt nồng độ cồn bằng 0. Sau đó ông giấu giếm không báo cơ quan, rồi có người thông báo thế, rồi ông bị kỷ luật đảng. Nó cũng bằng với ông Lê Thanh Hải, bị kỷ luật những lần vừa qua thôi, thưa các chị. Như thế thì làm sao người dân không bức xúc được? Cái gì nó không công bằng, không công bằng với tất cả mọi người, không công bằng với những đồng chí đồng đội của ông Lê Thanh Hải. Ông như thế mà lâu lâu vẫn thấy lên truyền hình cười tươi, nhận huy chương hay là nhận mấy mươi năm tuổi với đảng đó. Giống như một cú tát vào mặt người dân, triệu đảng viên khác. Chúng tôi nói có sách mới có chứng, những đảng viên người ta nói về ông Lê Thanh Hải như thế nào, cán bộ về hưu, cô chú bác của chúng tôi, người ta nói như thế nào, người ta có lý do mà rất nhân gian nặng nề lắm, thưa các chị, đau lòng lắm. Thí dụ như người ta nói là ông Lê Thanh Hải và Bạch Hải Đường giống nhau ở chỗ nào? Thưa các chị, Bạch Hải Đường là một nhân vật nổi tiếng trước năm 1975 và sau này nữa trên TV có một tuồng cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Ông này là tướng cướp khét tiếng, sau đó thì trở về bị bắt ở tù, và vợ con nhà phản bội ông vượt ngục trở về, đại khái ra tay rồi nghĩa hiệp gì đó trả thù, mà bị ông Cò Rô Be là bạn của mình bắt trở lại. Đại khái tuồng cải lương rất thú vị, nội dung đơn giản như thế thôi, nhưng mà tân nhân tình thể thái. Còn Bạch Hải Đường trong đời thật sau này cũng tái hiện thành phim sau 1975, là một nhân vật khét tiếng, không bao giờ bị bắt, hoặc bị bắt vài ngày cũng thoát ra được. Lần nào bị bắt thì Bạch Hải Đường vài ngày cũng thoát ra ngoài, và trên dòng chữ trên tường trên nhà giam nó có chữ là: tôi không muốn ở tù. Đại khái là như vậy. Bạch Hải Đường theo các cụ, các đồng chí, các bác hưu trí với nhà quê nói rằng Bạch Hải Đường và ông Lê Thanh Hải có những nét vừa giống nhau vừa khác nhau. Bạch Hải Đường
là người tự xưng mình là công đạo, lấy của người giàu đem cho người nghèo theo kiểu Thế Thiên Hành Đạo. Còn ông Lê Thanh Hải nhân danh nhà nước và pháp quyền lấy của người nghèo đem cho người giàu, đem cho người giàu. Bạch Hải Đường hành thực hiện hành vi của mình một cách lén lút, né tránh pháp luật. Ông Lê Thanh Hải thực hiện hành vi của mình một cách công khai, dựa vào ngay quyền lực chính thể của mình, theo kiểu cúp giặt, cúp ngày là đêm cúp giặt vậy đó. Vâng, thưa anh chị, rất là kinh khủng thôi. Thứ hai nữa là Bạch Hải Đường bị trừng phạt, bị pháp luật trừng phạt. Còn ông Lê Thanh Hải đến hôm nay vẫn chưa bị pháp luật trừng phạt, thưa anh chị, vẫn bị xử lý thôi, xử lý nội bộ thôi, xử lý hành chính thôi. Ông Lê Thanh Hải đã chịu hai hình thức xử lý, đó là xử lý hình nội bộ, cách các chức vụ trong đảng, và xử lý hành chính chứ chưa chịu. Tức là tại vì những chức vụ của ông trong quá khứ chứ không phải còn được cách chức, không cách chức này cách chức trong quá khứ thôi, còn xử lý theo pháp luật hình sự đúng như điều người dân mong mỏi thì chưa. Và lâu lâu người dân lại được một phen uống rượu giả mà thôi. Tuy nhiên rượu giả, tức là tin tức về ông Lê Thanh Hải bị xử lý hình sự, vẫn làm cho người dân, đặc biệt người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ sung sướng. Vì sao? Vì như chúng tôi đã nói, ông Lê Thanh Hải bị xử lý nhưng mà nó quá cồng kềnh, và cuối cùng thì bị xử lý như không hề xử lý gì cả. Nó chỉ đánh vào mặt danh dự của ông thôi, danh dự của ông thôi, chứ còn về mặt thực tế và mặt vật chất gì đó, ông có bị gì đâu. Ông vẫn ở trong ngôi nhà tuyệt đẹp của mình, vẫn hưởng cuộc sống bình thường, vẫn dự hội nghị này hội nghị kia với tư cách là cán bộ lão thành, vẫn nhận huy hiệu bao nhiêu năm tuổi đi tuổi đảng, vẫn được sự trọng vọng của xã hội, của những đồng đội đồng chí cũ. Con cái nhà ông vẫn đi làm bình thường, vẫn là những cán bộ được thăng tiến vùng vụt, mà những thanh niên trẻ khác cũng y như vậy, tài năng cũng y như vậy, học thức cũng như vậy, còn hơn vậy, đi vào đời mà khung cửa hẹp, chạy shipper, giao hàng, chạy xe công nghệ, chạy xe ôm công nghệ. Còn ông Lê Thanh Hải có tội hay không, có vi phạm pháp luật hay không? Chính ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau hội nghị Trung ương mới đây đã tuyên bố việc xử lý Lê Thanh Hải và một số người khác rất được lòng, được đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương. Ông Lê Thanh Hải đã vi phạm quy định của đảng và vi phạm pháp luật của nhà nước. Tuyên bố của người lãnh đạo cao nhất Việt Nam, Tổng Bí thư, theo Hiến pháp Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo toàn diện nhà nước và pháp luật. Người đứng đầu nhà nước và pháp luật tuyên bố như thế, ông Lê Thanh Hải đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Pháp luật của nhà nước. Còn trước đó, hai lần Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo về sai phạm của ông Lê Thanh Hải, như chúng ta đã biết. Báo chí đã đăng hàng ngàn bài báo và có thể hơn nữa về sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Sai phạm đó như thế nào? Rất nhiều. Về mặt đảng chúng ta không nói rồi, mới đây đài truyền hình, kênh xã hội của đài truyền hình Nhân dân cũng nêu ông Lê Thanh Hải đã lợi dụng quyền tập trung dân chủ để vi phạm điều lệ đảng và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ đất Thủ Thiêm. Trong vụ đất Thủ Thiêm, trở lại vụ đất Thủ Thiêm, đất Thủ Thiêm là gì? Trong một quyết định rất tốt đẹp là quy hoạch Thủ Thiêm thành một đô thị hàng đầu Đông Nam Á, và trong đó dành 160 hecta tái định cư kế khu đô thị Thủ Thiêm đó, tức là rất gần nơi ở cũ của người dân, để người dân thụ hưởng ngay chính cái quy hoạch này. Nhưng ông Lê Thanh Hải không di dời một dân trong, đáng lẽ phải ở trong 160 hecta đó, đi một nơi khác rất xa và lấy đất đó giao cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm sao người ta chịu được? Và ông Lê Thanh Hải đã dùng bàn tay sắt, ông tuyên bố công khai dùng bàn tay sắt để dẫm nát nhân dân của mình, dẫm nát nhân dân mình, báo đăng đàng hoàng.
vụ việc thưa kiện kéo dài bao nhiêu năm, đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Mà kết quả cuối cùng là gì? Là người đang mong muốn xử lý ông Lê Thanh Hải đến nơi đến chỗ. Sau đó vi phạm vậy thì ông vẫn tiếp tục làm. Và ông làm gì? Ông để xảy ra vụ AIC và Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát 1 triệu tỷ đồng, 300 mấy tỷ đồng, hàng ngàn, hàng trăm danh mục bất động sản. Theo kết luận của Trung ương đó là kéo lùi nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đáng lẽ nguồn thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất rực rỡ nữa kìa. Và người dân chúng ta ai cũng có nhà ở, cũng có cơm no áo ấm. Còn bây giờ thì như thế nào? Như chúng ta thấy nhà ở xã hội bế tắc. Công trình phúc lợi của thành phố Hồ Chí Minh hầu như không phát triển trong nhiều năm qua. Người dân chúng tôi nói nơi vui chơi giải trí, người dân thành phố Hồ Chí Minh có một nơi vui chơi giải trí tầm cỡ Việt Nam, Đông Nam Á hay là thế giới chưa? Lẽ ra nó là phải là như vậy. Không hề có một nơi nào cả, chỉ trừ phố đi bộ thôi, rồi vài nơi vui chơi giải trí cũ. Người dân đi thành phố Hồ Chí Minh rất tội nghiệp, chỉ biết làm và làm mà thôi. Còn đi chơi không biết đi đâu hết. Đi đâu bây giờ? Không có chỗ nào đi hết. Trong khi các địa phương khác người ta phát triển như thế nào, phát triển du lịch như thế nào. Cuối cùng thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một nơi trung chuyển khách quốc tế đến đây, rồi cũng đi Đà Nẵng chơi, đi Hà Nội chơi, đi Khánh Hòa chơi, đi đồng bằng sông Cửu Long chơi. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh chơi gì? Không có gì để chơi cả. Không có gì để chơi cả. Rồi bệnh viện như thế nào? Bệnh viện phát triển bao nhiêu năm nay được mấy cái bệnh viện mới cũng toàn là tư nhân. Và điều này nó gây hậu quả rất nghiêm trọng, đó là chúng ta thiếu bệnh viện thường ngày. Không nói rồi, khi xảy ra thiên tai dịch họa, ví dụ như dịch Covid-19 mới đúng là thảm họa. Thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại như thế nhưng vì thiếu bệnh viện phải thành lập bệnh viện dã chiến, và hậu quả của nó là chưa có nghiên cứu nào cả. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh là có số lượng người tử vong vì Covid-19 tính theo tỷ lệ phần trăm là cao nhất nước, 70%, trên 70%. Vì sao? Vì đất vàng đã được nhóm lợi ích Lê Thanh Hải giao cả cho bà Trương Mỹ Lan, giao cả cho bà Trương Mỹ Lan cả rồi, thì lấy đất đâu ra để xây bệnh viện, trường học, các công trình phúc lợi và nhà ở xã hội? Mới đây trong cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, một công nhân đã nói là nhà ở xã hội chỉ thấy trên TV mà thôi, cả đời phấn đấu được giao suốt rồi cũng không có. Rồi ông Phan Văn Mãi trả lời nói rằng bà nhà ở xã hội là một cái tâm nguyện của lãnh đạo thành phố nhiều năm rồi, nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được vì rất nhiều lý do, trong đó thí dụ như quỹ đất thì chúng tôi đã nói rồi, thứ hai nữa là quỹ tín dụng, các nhà đầu tư không nói chung là không thích nhà ở xã hội vì không có lời, rồi việc khơi nguồn tín dụng có khó khăn. Thưa các chị, khơi nguồn tín dụng khó khăn thì đúng rồi, nhưng chị Lan có khó khăn hay không? Lấy 1 triệu tỷ đồng từ trong ngân hàng ra dễ như lấy đồ trong túi, trong khi đó những nhà đầu tư đàng hoàng tiền như thế nào? Chúng tôi thấy giả sử như có những nhà đầu tư giai đoạn đó muốn làm bệnh viện, muốn làm trường học, muốn làm công trình vui chơi giải trí đúng tầm cỡ thế giới, tầm cỡ xứng tầm thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Ngọc Viễn Thông, thì chắc gì đã làm được khi cạnh tranh với bà Trương Mỹ Lan như vậy và nhóm lợi ích phía sau như thế. Rồi trở lại một nguyên tắc nữa, định chế kiểm soát nào đã để cho tội phạm như Trương Mỹ Lan, AIC phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh như vậy, tiêu diệt, kéo lùi nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh xuống như vậy. Định chế nào chúng tôi không biết, nhưng ông Lê Thanh Hải phải là người chịu trách nhiệm. Đó là người dân có ý kiến như vậy và Trung ương cũng đã kết luận rồi. Thế thì ở đây là gì? Đây người dân muốn và đề xuất với Trung ương, với nhà nước, với chính phủ, với Bộ Công an rằng người dân đang chờ đợi, người dân gửi những tin giả gần đây, rượu giả cũng làm cho ta sai, gửi một thông điệp đến nhà nước và chính phủ, nhà nước và hiểu rằng người dân mong muốn điều gì, đó là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đối với ông Lê Thanh Hải. Xin mời các chị để lại ý kiến, xin cảm ơn các chị rất nhiều.